và cũng thông qua đường dây nóng số điện thoại 0901812999 chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của một người dân về tình trạng trên địa bàn huyện Thanh Trì Hà Nội quốc lộ 1A người dân họp chợ lúc rạng sáng gây nguy hiểm và gây mất an toàn giao thông theo phản ánh tại địa điểm cầu Văn Điển tại quốc lộ 1A đường Ngọc Hồi thuộc thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tình trạng từ 4 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng mỗi ngày đều xuất hiện việc họp chợ ngay lòng đường quốc lộ trên, sự việc gây cản trở giao thông và mất an toàn giao thông vì việc tụ tập buôn bán đông người các xe lưu thông trên quốc lộ 1A không may xảy ra tai nạn thì tổn thất rất lớn tại điểm cầu trên mặc dù đã có biển cấm học chợ thế nhưng vì lợi ích kinh doanh nên người dân vẫn phớt lờ cảnh báo không chấp hành theo quy định để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông đi lại qua đoạn đường trên khán giả gửi phản ánh đến chương trình và hy vọng cơ quan chức năng thị trấn văn điển huyện thanh trì cần sớm kiểm tra và chấn chỉnh xử lý vụ việc này